Rồi sau khi chuẩn bị và cột dây và xong, anh em mình tiến hành ra đồng để mà cắt cho bà con mình gắp heo ha. Ở đây không gầy mưa quá nên là bà con mình cũng sốt ruột. Ở đây cũng thuộc Định An, mở thêm đồng mới nha. Thì giá ngay lúc này thì bà con mình cắt được 8.000 một ký đối với OM18. Máy nâng sườn, nâng bên bên trường lên ghê thiệt trời. Hai ba chiếc cùng xuống một cái cánh đồng rồi luôn nha. Còn chúng ba nữa. Đây còn mấy cậu nữa. Chín ba bắt đầu xuống luôn nha các bạn. Chín ba thì xuống bên đây, ngỏng đi đường của 1.5. Tài xế này có vẻ hơi lâu lắc nha các bạn, nhưng mà rất là cẩn trọng. Cái kia thì nãy giờ cũng đã dạt được hơn phân nửa cánh đồng mà, còn chiếc này thì chưa được gì hết. Hàm đụng đất đây. Tôi phải lo chứ vậy ta. Thank you.
xế đang điều chỉnh rồi. Sức mặt của chiếc máy cắt lúa cũng có hiện tượng là sập nhau ạ. Quạt trời nè. Máy này thì đi chậm rãi. Trong thời gian máy đang cắt bên kia thì mình sẽ quay cái dàn lúa cho cả nhà cùng xem nha. Đây là dàn lúa ở bên trong bờ. Lúa này của anh luôn ha anh? Dạ, của bà, của dạ. Con. À, của con ha. À, năm nay xạ giống gì chú? Năm nay giống là OM. OM hả? Được 8.000 gửi không? 8.000 gửi. Dạ, cũng đỡ rồi. Dạ. Cái này là chiều có ghe cân luôn chưa chú? Chiều có luôn. Chiều có luôn ha. Anh đợi nhóc. Dạ. Đây chủ yếu là hai giống Đại Thơm và OEN. Ở đây là thuộc Định An của Gò Quao Kiên Giang. Cây cục điện đó là cũng tương đối khó nha các bạn. Xem tài xế mình xử lý như thế nào nhé. Còn phía kia là cái bãi đậu của những chiếc chẹt, cũng như là chẹt máy cắt, chẹt máy cậu luôn. Vừa rồi thì máy cắt mới vừa thấy những cái bao lúa ở trên máy lên cầm cái bờ kinh để chiều cho bà con mình cân luôn. Trên bờ thì mấy cậu cũng đang dần thành máy để xuống ruộng ra đồng để chạy cầm theo máy cắt để mà chắc lúa ra. Đây các cặp lộ nên là có rất là nhiều cây trụ điện nha. Trụ điện này thì mình phải hết sức khéo léo và thận trọng. Mấy cậu mang theo những cái đường máy đã cắt lúa rồi để mà cắt cho bà con mình, gom lúa cho bà con mình.
bờ thì mình thấy còn khá là xanh luôn. Trước khi ra đồng thì anh em định cho máy kỹ lưỡng và nó bắt đầu đi. Bờ bên đây quá trời máy luôn. Bên đây mới xuống cặp 105 chạy xé gió để xong cái mình qua bên đó mình quay cho cả nhà xem cặp 105 nó chạy nha. Chạy quá đỉnh luôn.